Hello, các bạn chúng ta chơi Rockman. Ok. Đua của mình rồi, đây. Như nhện luôn. Rồi, next sang cái quy chương mới. Con này tím. Mà này tím thế. Tím ngắt thôi. Bung hết cả len tôi rồi. Trang màn 34. Đu dây. Ủa chưa toàn toàn toàn. Nạp thêm mấy cái cuộn len nữa đi. Lên nó to luôn này. Ok, rồi mệt. Này biến thành mũi khoan này. Ui. Mưa này.
ra phải tránh cái trường hợp mất vòng. Mất vòng nhé. Đi đâm vào mấy cái vòng lớn nó mất vòng. Gì vậy? Bọt. Ui. Cha chơi nữa. Ta chỉ chơi trong khăn. Ui. Chạy trên đây nguy hiểm đấy nhỉ. Động tí là rơi. Hơi lưới mắt. Vấp phải vỏ chuối. Pure Queen. Ok. Bay ơi. Gì rồi, nhầm rồi. Chưa được. Rồi. Sao cái thân nhỉ? Rồi chưa? Tiền. Không nhìn thấy cái hình mẫu để mà mình biến hình xem nó hình nào.
Phoenix. Thắng không? Mình được 75 mình không thắng. Thành cô gái tóc vàng nè. Ui mất tay. Mất đầu rồi. Đã có lại body. Chia chấm điểm đi. Fail. Nó vẫn thắng. Cô gái này đầu to quá. Excellent. Let's go. Ủa, mất nhạc luôn. Wow, game giật thế. Wow, game này giật thế. Game này có 300 mb, 500 mb là mình giật thế. Máy rất khủng, chưa giật. Yes, đóng băng luôn. Trở thành công chúa Elsa đóng băng hết luôn. Ui dồi ôi. Tóc xanh da trời đẹp quá. Trượt luôn, trượt tuyết luôn. Ngày xưa chơi không có phần này đâu. Đây điểm kỷ lục 180 điểm. Cuối cùng vẫn về đích. Tóc quá ngắn. Ta sẽ chơi cái game Pomozi.
Bóng mình chuyển màu rồi. Kết hợp này. Úi dồi ôi. Cái game này khác gì cái phim 2048 Bull Run. Chả khác nhau gì. Kết hợp nốt này. Ấy. Speedrun. Sức mạnh này đông bùng rồi. Sai, rất nhẹ nhàng. Jackpot, ui ui, cái giải jackpot này. Rỉa nhẹ nhẹ thôi. Mạnh kì cơ. Minion. Yeah.
chạy trong cái màn máy biển này đẹp. À biến hình. Biến hình kia. Đây vẫn hút được. Vừa mới vào nữa.